lấy tiền của mình mất tiêu. Đó, nó lấy nhanh ghê á. Ok. Rồi, nó đang đếm tiền rồi. Của khách sạn này họ cấm mình hút thuốc nè, cấm ăn sầu riêng nè. Phạt khoảng là 250 đô Singapore. Có nghĩa là có mùi sầu riêng và có mùi thuốc ở trên phòng á, thì họ sẽ phạt mình khoảng 250 đô Singapore chứ không phải là. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị ạ. Hôm nay thì Bùi Hồ có một cái hành trình từ Việt Nam sang Singapore và Indonesia. Trong cái chuỗi này thì Bùi Hồ sẽ có nhiều video clip hay. Và bây giờ Bùi Hồ mời cô bác quý anh chị cùng bắt đầu hành trình của Bùi Hồ đến Singapore và đất nước Indonesia xa xôi nha cô bác. Sân bay á, thì di chuyển một cái đoạn đường khoảng hơn 20 km, thì trưa nay thì Bùi Hồ sẽ trưa quay thì ở Singapore thì đi tàu điện ngầm cũng giống như vậy. Bây giờ người ta đang xếp hàng đứng chờ tàu điện nè, và bây giờ thì tàu điện vẫn đang đợi khách lên để bắt đầu tiếp tục hành trình. Nếu không có thì khoảng 1 đến 2 phút gì đó thì tàu sẽ từ chạy. Và theo như em Phong chia sẻ thì cái thẻ này có giá trị sử dụng 5 năm tại Singapore để dùng để đi tàu điện đó cô bác quý anh chị. Những cái tiếng còi hú như vậy là tàu bắt đầu đóng cửa. Nó sẽ cảnh báo cho mình là hết giờ lên tàu và nó chuẩn bị chạy ạ. Ở đây thì nó hiện đại hơn so với ở Thái Lan, thì mình sẽ mua bằng tiền xu. Ở đây người ta sử dụng một cái thẻ như thế này. Đã đến cái nơi mà mình cần đến, đó là Chinatown. Đây là cái bảng chỉ đó, cái nơi đến đó cô bác anh chị. Con đường mà Bùi Hồ mới vừa đi là khoảng 7 km, mà tốc độ của tàu chạy thì chưa được 5 phút cô bác anh chị. Và đây là một cái đường mình sẽ đi lên. Cuộc sống ở dưới lòng đất của đất nước Singapore khá là nhộn nhịp cô bác anh chị. Singapore là một quốc đảo và ở dưới lòng đất họ đủ tiện nghi luôn. Hộ chiếu của passport của Singapore được coi là một trong những cái hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Tại vì biết bao nhiêu người họ rất là muốn định cư ngay tại đất nước Singapore. Và chúng ta đã lên đến mặt đất. Ở đây thì cộng đồng người Hoa là ở đa số. Hiện nay thì đến đây thì Bùi Hồ đến đây thì trời vẫn đang mưa cô bác quý anh chị. Và họ nói chung là đến đây thì được mệnh danh là một trong những cái đất nước sạch nhất thế giới, nên là nữ ra là việc đến đây mà cô bác quý anh chị sẽ không bao giờ thấy được những cái cọng ống hút hay là những cái bọc nhựa ở dưới cái mặt đường. Đó. Điều nữa mà Bùi Hồ nói ra thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ không khỏi bỡ ngỡ. Đến đất nước Singapore thì cô bác quý anh chị không thể nào đem được kẹo cao su, hay còn gọi là sưng gum ở Việt Nam á. Tại vì nếu như mà mình cố tình đem qua Singapore thì được gọi là đem bất hợp pháp và có thể là ở tù luôn. Đây có một cái bức tượng khá là lạ luôn ngay tại đất nước Singapore, mà mình nhìn thấy nó ngộ ngộ lắm. Cái kiểu là đội một cái nón nó lạ lạ sao á. À. Người ta nói rằng là đất nước Singapore là một trong những cái đất nước đáng sống nhất trên thế giới. Và thậm chí là rất là nhiều người muốn nhập tịch vào đất nước Singapore để sống. Và hộ chiếu của Singapore được xếp vào là một trong những hộ chiếu quyền lực nhất thế giới. Đi hơn gần
200 nước nhưng mà không cần thị thực, không cần xin visa. Có một điều lạ nữa là cô bác quý chị là mua một cái chai nước suối ở Singapore thì cái chi phí tốn tiền nước là ít hơn cái chi phí để xử lý cái chai nhựa đó. Nên mà mua một cái chai nước suối thì cô bác quý chị uống hết nước giữ lại cái chai có thể bán lại được luôn. Nhân em có bỡ ngỡ không khi mà em không thấy một cái cọng ống hút hay là một cái bọc mũ nào dưới đường không? Dạ, rất là sạch sẽ luôn. Rất là văn minh đúng không anh? Đúng rồi. Mình đã nghe rất là nhiều lần rồi nhưng hôm nay đến đây thì hoàn toàn là sự thật và rất là hay. Em chỉ cần là đem một cái cục kẹo xương dương qua thôi, nếu như bị phát hiện là có thể ở tù. Và đây là một cái hình ảnh khá là đặc trưng tại Singapore, đó là cái con sư tử cá đúng không nha? Sư tử. Đất nước Singapore với một cái tên gọi khác đó là đảo quốc sư tử. Và cái diện tích của Singapore thì cũng không có lớn lắm, chỉ bằng cái diện tích của cái đảo lớn hơn đảo Phú Quốc mình một tí thôi. Khi mà đến đây thì Singapore đã đón mình bằng một cái cơn mưa. Singapore thì sử dụng đơn vị tiền tệ đó là đô la. Mà đô la ở Singapore đó chính là đô la Sing. Có nghĩa là một đô la của Singapore thì nó khoảng đô la ở Singapore thì nó khoảng bằng 17.000 tiền Việt Nam. Nhân ơi, nãy giờ anh nói với em là em kiếm cho anh một cái miếng gác anh mua em khoảng 1 triệu. Thì đối với em cái công việc này ở Singapore nó có khó khăn lắm không? Rất là khó. Nay đứng ngay tại đây thì mọi người nhìn nè, ngay dưới chân anh em nè, không có một cái miếng rác nào á. Có chăng thì chỉ là những cái lá cây á anh, mà chưa kịp quét thôi, đúng không? Những cái lá cây vừa rụng xuống á, chưa kịp quét thôi, chứ còn rác thì là không có. Những cái thùng rác ở đây cũng rất là gọn gàng nè. Bồ câu là một, cho bồ câu như thế này nè, cô bác quý chị, ăn á là một cái điều gì đó nó sẽ mang lại một cái may mắn cho người cho ăn, cũng như là nó có một cái nét đẹp. Tuy nhiên ở Singapore, nếu như mà bạn mua đồ ăn cho bồ câu ăn mà làm ảnh hưởng đến cái môi trường á thì có thể bị phạt, thậm chí nếu nhiều có thể là anh nghe nói là có thể ở tù luôn. Rồi bây giờ mình cũng đã tới cái khách sạn mà cần ở. Ở bên kia nhìn nó cổ giống như phố cổ Hội An của Việt Nam vậy á. Nhìn nó màu đỏ nhìn đã ghê á. Thôi bây giờ mình vô hay cô bác với anh chị. Diện tích cũng khá là nhỏ nên chi phí ở Singapore cũng khá là đắt. Thì Bùi Hồ cùng với mấy anh em á thì có mua thuê một cái khách sạn cũng nhỏ thôi, nhưng mà giá tầm một đêm là khoảng hơn 2 triệu, thậm chí có một đêm 5 triệu, 10 triệu là một cái chuyện khá là bình thường. Và cái diện tích của cái phòng á nó không phải giống như ở Việt Nam hay là những cái khác, cũng rất là nhỏ. Và thậm chí là họ phải thuê những cái căn phòng cao á để mà lên đó ở. Các nước Singapore thì họ sử dụng bằng tiếng Anh và tiếng Trung Hoa rất là nhiều, cô bác anh chị. Bây giờ mình sẽ làm thủ tục nhận phòng và hẹn gặp lại cô bác anh chị ha. Có nghĩa là họ giữ mình 100 đô la Singapore. Tiền là không hút thuốc với lại không ăn sầu riêng. Cô biết là 200 đô. Khuyến cáo là ở gia đình của mình á, có ai mà hút thuốc thì đừng nên đi Singapore. Ở đây họ với lại tín đồ của sầu riêng
Tại vì ở đây họ quy định là nếu như mà mình hút thuốc á, với lại mình ăn sầu riêng á, mà có nó kiểm tra mà có ở trong phòng á, thì nó sẽ phạt mình $100, tương ứng với là khoảng 1.700.000 tiền Việt Nam. Và đặc biệt là sinh gươm thì họ không có cho nhập vào, nên họ không có nói bạn nói tới về cái vấn đề đó. Nhưng mà quan trọng là mình sẽ không được hút thuốc nè, không được ăn sầu riêng, và Bùi Hồ thì không có hai cái công việc đó. Bây giờ thì ở đây người ta vẫn có bán sầu riêng, nhưng mà họ hạn chế ăn ở trong phòng, tại vì Singapore là một cái nước rất là dễ ăn sầu riêng luôn. Trong phòng đang làm thủ tục để mà ký vào cái cam kết là không ăn sầu riêng và không hút thuốc ngay tại phòng. Cái điều khá là bất ngờ là cô bác của anh chị có thể là không có thấy được cái hình ảnh Bùi Hồ trên video clip rõ, tại vì nó giống như là một cái hộp con nét vậy đó, và rất là tối luôn đó. Thì ở đây á, có một cái thông tin mà quầy tiếp tân họ thông báo với lại Bùi Hồ á, là không sử dụng wifi, phải hạn chế. Mình có một cái thẻ vô phòng, bây giờ mình sẽ mở cho cô bác của anh chị thấy ha. À, cái này thì số 3016. Tí xíu đi. Đó mà. Ồ, tiếng Anh không à? Tiếng Anh hay tiếng Trung Quốc à? Đây có đèn. Đèn này đèn gì đây? Đèn cho cái cánh cửa. Thôi bây giờ mình đóng cửa lại đi. Ây da, nặng chưa? Đó, có người dọn phòng. Ở đây nè, thậm chí là cô bác quý vị có thể thấy nè, họ cấm mình ăn đây, bật lên. Ăn sẽ phạt khoảng là 250 đô Singapore. Có nghĩa là có mùi sầu riêng và có mùi thuốc ở trên phòng á, thì họ sẽ phạt mình khoảng 250 đô đi Singapore, chứ không phải là một, là nó tương ứng với lại khoảng là 200 thì nó khoảng là 4-5 triệu tiền Việt vậy đó cô bác của anh chị. À, ghê không? Và đây là cái phòng tắm. À, đây là không sử dụng được. Đây là cái phòng chính đó. Và ở đây là cái nhà vệ sinh. À, cái nhà vệ sinh ở Singapore nó như thế nào nha. Ở xin cũng có hai cái khăn tắm, rồi có một cái nhà vệ sinh. À, ở đây thì họ đi bằng giấy. Có một cái vòi trên kia, có một cái vòi tắm ở trên kia. Đây là máy lạnh, hệ thống máy lạnh. Và lưu ý là khi mà đi Singapore á, cái công nghệ mà ở Singapore thì sẽ sạc rất là khác so với Việt Nam. Có nghĩa là sạc ba chui như thế này nè cô bác anh chị. À, chứ không phải là sạc một chui đâu. Nên trước khi đi thì Bùi Hồ cũng có được em Phong thông báo là phải chuẩn bị cái gì đây ta, không gần lắm, mà chi phí thì cũng khá là đắt đỏ luôn. À, ở trên này là có hệ thống đèn led nè. Ồ, không phải, cái này là giống như cái máy chiếu á. Còn ở đây là cái gì đây ta? Đây là để máng đồ. À, hay ha. Có nghĩa là đây xếp lại gì? Đây gọi là máng đồ. Đây, đây. À, cô bác quý anh chị thấy không? À, đây là cái giường ngủ. Và mình sẽ bật cái đèn lên. Chị nó sáng lên. À, bấm đèn. Là cái màn này nó tự động nó kéo xuống. À, còn cái này là ngừng. Bấm là nó. Cái gì ta? Đây là gì ta? À, cái này là nó kéo lên. Cái hệ thống rèm cửa tự động nha cô bác quý anh chị. À, còn cái này là gì ta? Nó ngừng rồi. Đó. Nó ngừng thì nó sẽ đứng im đây. Có nghĩa là mình muốn kéo lên, ngừng. Kéo xuống, ngừng. À, cái này là gì ta? Ủa, đèn này ở đâu vậy? Bây giờ kéo cái này kéo lên đi. Ủa, cái đèn ở đâu vậy ta? Không biết luôn cô bác anh chị, hai lúa mà được đi Singapore để mà
hệ thống ở dưới cái này, hệ thống dưới này nè, hệ thống ở dưới gầm giường á. Cái này là cái tủ sắt, cái này là cái thùng rác, cái này là khăn giấy, cái này là được ba cái móc, ba bốn cái móc, cái đồ sấy tóc, một cái đôi dép, hai đôi dép rồi đó. Review cận cảnh cho các bạn, cô bác của anh chị thấy. Và cuối cùng á là cái mà nó khó nữa là cái wifi. Cái wifi họ cho mình là chỉ có sử dụng ngày 31 tháng 12 năm 2000. Đúng rồi. Và họ sử dụng là chỉ có mấy trăm mê thôi, có nghĩa là wifi thì rất là yếu. Ở đây thì không có cái gì gọi là miễn phí. Khi mà mình vô đây thì tất cả họ đều tính tiền hết. Và cái chi phí thì khá là đắt đỏ luôn. Nói chung là một đêm gì nó 2 triệu mấy tiền Việt Nam đó, khoảng 100 đô la. Và mình ăn uống không cẩn thận thì nó bắt đầu nó phạt mình luôn. Có nghĩa là ở dịch vụ, tạo ra dịch vụ cho mình ở và mình phải tốn tiền. Khi sai so với cái quy định của khách sạn thì người ta sẽ phạt lại mình, phạt lại mình và họ thu tiền của mình luôn. Bằng chứng là lúc nãy là một cái tờ cam kết họ giữ mình 100 đô la. Cô bác của anh chị thấy không? Hiện đại thì nó sẽ là hai điện. Cô bác của anh chị ha. Còn cái này hay nữa nè, là cái diện tích phòng này 2 triệu mấy nó chẳng khác nào cái phòng trọ ở Việt Nam, nó khoảng tương ứng với lại phòng trọ khoảng 100.000 Việt Nam á. Có nghĩa là chi diện tích của cái căn phòng tiết kiệm tối đa có thể. Và bề ngang đây thì Bùi Hồ có thể, sàn ở đây là sàn sàn gỗ công nghiệp, cô bác của anh chị, sàn này nè, cái sàn này nè, sàn này là sàn gỗ công nghiệp. Và bề ngang thì nó khoảng chừng 3 mét, bề dài cái giường thì khoảng 1m2 với lại khoảng 4 mét, là khoảng 12 mét vuông, giống như một trong hộp cô nét. Nói thật luôn, ở trong này mà nửa chừng mà nó cháy không biết làm sao chạy luôn á đó. Và cô bác của anh chị biết không, được một cái lợi á, ở đất nước hiện đại nhất, sạch nhất thế giới thì nó được cái lợi là rất là nhiều cái công nghệ thiết bị tự động mà họ chế tạo làm sao mà nó tiết kiệm nhất, thuận lợi nhất, nhưng mà cũng tốn điện nha. Đó, thuận lợi nhất, tiết kiệm nhất và sang chảnh nhất. Mặc dù với cái diện tích nhỏ hẹp như đây nè, mình có bao giờ là mình nghĩ rằng cái này là cái đồ móc khóa đâu, nhưng mà họ làm cái cây thân ngang, cái họ nó không móc, cái họ đè lên. Cũng khá là hay ha. Và hành trình tiếp theo thì cũng còn khá là dài, mà cô bác của chị tiếp tục theo hành trình của Bùi Hồ ha. Thật ra thì chỉ muốn đi quay những cái hoàn cảnh khó khăn, và đây là những cái thước phim kỷ niệm quay lại, cũng như là trải nghiệm cho cô bác của chị biết khi ở đất nước Singapore là như thế nào. Và để tạo được một cái video á, để tạo được một cái video mà nó về những cái văn hóa phong tục của vùng miền của người Việt của mình, hoặc là những cái hoàn cảnh khó khăn, thì phải trải qua được, hay phải đi đến đâu cũng ăn ngủ tốn kém cái chi phí ăn ngủ nè, ăn uống rồi xăng cộ, nói chung là nhiều chi phí lắm cô bác của chị. Gọi là chi phí sản xuất video á nó cũng khá là cao á, nhưng mà được cái là nó cho Bùi Hồ được sự trải nghiệm để Bùi Hồ có thể hiểu biết thêm. Và Bùi Hồ có thường nói câu đi càng nhiều á thì sẽ thấy mình càng ngu ra, càng dốt ra á. Và trên cuộc đời này phải học hỏi rất là nhiều, nhưng mà nó là đã dạy cho mình đó, là khi mình đi vé tàu điện như thế này mà hết tiền á thì mình sẽ đặt vô đây và mình sẽ nạp tiền đó. Nó sẽ báo những cái mệnh giá 10 đô 20 đô, và nếu như mà không đủ tiền á thì nó sẽ không cho mình qua cái cánh cửa đó. Hoặc là chúng ta có thể cà thẻ Visa nè, mấy tờ card nè đó. Còn bên đây là tiền nè, ví dụ là ở đây là mình phải nộp khe tiền vô, còn mình không có khe tiền thì phải tiền ít nhất là 10 đô, hoặc là có những cái trụ thì nó sẽ có 2 đô luôn. Nạp tiền vào thẻ như thế này. Đây là Bùi Hồ cầm trên tay tờ 2 đô. Cái máy mà hiện đại như ở đây á, thì nó mới tờ mệnh giá 2 đô 5 đô, còn cái máy bên đây là chỉ có 10 đô 20 đô thôi. Cái tờ tiền mà nó không thẳng, nó phải là giống như mà mua nước máy tự động ở Việt Nam. Có rẻ còn.
10 đô. Tôi tiền công quá. Rồi. Nó nhận tiền rất là nhanh nhưng mà nó trả ra rất là chậm, mà không, thậm chí là nó không trả luôn. Ở đây thì có ngôn ngữ là tiếng Anh nè. Bây giờ tới mình nha mọi người. Đúng là này, mình nghèo nên mình chỉ nộp 2 đô thôi. Ôi. Ok. Chọn bên đây là cái thẻ, bên kia là. Rồi, sau đó mình sẽ đút tiền cho nó sẽ lấy tiền của mình mất tiêu. Đó, nó lấy nhanh ghê á. Ok. Rồi, nó đang đếm tiền rồi. Nó cũng đếm. Đây, mình được 4,8 đô. Này là cái nút phiếu thanh toán. Rồi, nó trả qua cho mình ở đây. Rồi. Đây là cái phiếu thanh toán 2 đô, 4,8 đô. Cái cửa mà vô á. Cái cửa mà vô xa xa đằng kia á, mà không có một cái không đủ 3 đô là nó không cho qua cái cửa này đâu. Cái cửa này nè cô bác quý anh chị. Đây. Rồi. Ok. Qua cửa. Tầng số 2 á thì sẽ là cái tầng để mà quẹt thẻ đi tàu điện. Và mình sẽ đi màu tím này nè cô bác quý anh chị. Và cái tầng số 3 ở dưới là cái tầng để tàu điện. Có nghĩa là trước khi đi đến nơi nào đó thì mình phải cần quẹt thẻ. Đây là một hệ thống tàu điện ở dưới lòng đất nha cô bác quý anh chị. Thì là mình sẽ tra một cái Google Map. Thì ở đây người ta sẽ hướng dẫn á là có màu cam nè. Sau đó thì mình sẽ đi đến màu tím. Giống như ở trên này. Ở đây Shikolai nè, màu cam. Và ở đây có cái chữ là Shikolai. Đó. Và cái cổng là cái cổng số cổng A. Đó, Harbourfront, đi đến Harbourfront. Qua A, tức là cổng A nè. Đi vào cổng A nè, đúng không? Thực ra là mình chưa quen thôi, chứ thực ra là nó rất là cụ thể. Anh thấy là ở cái mé chiều ngược lại á, nhiều người sẽ đi nhầm qua chiều ngược lại. Nhưng mà nó làm mờ hết rồi nè. Còn bên này rõ, tức là đi theo hướng này. Đi theo hướng này, tàu này sẽ đi theo hướng này. Và ở đây thì mình sẽ đi đến là cái vị trí đó là Harbourfront. Sau đó mình sẽ chuyển tiếp đến một cái vị trí màu cam, đi một tiếp một nữa. Nhưng mà thấy được cũng dễ ha. Là cái tàu điện khá là sạch sẽ, không những là hệ thống đường sạch sẽ mà tàu điện cô bác quý anh chị biết không, nó cứ vô cùng sạch sẽ và hiện đại luôn, cực kỳ hiện đại. Ở đây thì có hai cái lối đi nè, lối màu xanh là lối đi ra, cái lối đi ra thì lối thẳng, còn cái lối màu cái vạch màu đỏ là cái lối đi vô tàu điện. Và khi đến Singapore đi tàu điện thì trải nghiệm tàu điện là một cái trải nghiệm khá là thú vị. Khi chúng ta phải chú ý vạch màu ha, vạch màu là quan trọng nhất. Màu vàng là Shikolai, màu tím, màu đỏ, màu xanh, rất là nhiều hệ thống màu ha. Và chúng ta có Google Map chọn cái hệ thống và phương tiện công cộng là tàu điện á. Tàu điện thì đi nó sẽ tiết kiệm về tiền hơn. Và ở đây người ta Singapore người ta rất là chuộng phương tiện công cộng, đó là tàu điện luôn. Do Singapore là một nước công nghiệp nên người ta cũng con người rất là công nghiệp luôn cô bác quý chị. Hồi sáng giờ mình đi thẻ này là trừ hết 2 đô Singapore, còn là 3 đô. Bây giờ mình đi lên trên mặt đất đến một cái nơi khác nữa nè. Đất ở đây gọi là đất vàng. Đất vàng còn hơi yếu hơn so với đây ạ. Và cái phương án mà người ta chọn đi tàu điện á, là một là tiết kiệm thời gian, hai là không bị kẹt xe. Và người ta ở Singapore thì đi tàu điện thì mỗi người được cấp cái thẻ như thế. Bên đây có một cái nhà rất là to. Singapore được mệnh danh là một trong những cái nước sạch nhất thế giới, nơi đáng sống nhất thế giới. Thì ở đây còn được mệnh danh là một trong những cái nước an toàn nhất thế giới. Lý do là trên tất cả các nước Singapore đều được lắp đặt camera khắp nơi. Nên cái việc mà chúng ta sợ rét á, cũng có thể được phát hiện và bị bắt luôn.
đây thì chúng ta đã thấy đa số là những cái công trình rất là hiện đại, những cái tòa nhà cao ốc. Ở trụ sở Google cũng được đặt ở tại nơi này. Như bên này nhìn rất là đẹp luôn nè cô bác quý anh chị. Ở đây thì khắp Tây qua đây để mà du lịch rất là nhiều. Trong khi đó thì cũng không ít khách Việt Nam qua đây để mà du lịch. Mặc dù là với số lượng người qua đây du lịch đông như vậy, nhưng mà đến đây thì không phải là muốn hút thuốc thì hút thuốc thì ở những nơi công cộng cũng không được hút. Và nếu như mà muốn hút thuốc á là phải có một cái nơi quy định. Có thể thấy lá cờ của Singapore chưa? Đây là quốc kỳ của Singapore ở ngoài sau lưng Bùi Hồ đó. Có thể thấy là cô bác quý anh chị thấy là nãy giờ thì Bùi Hồ đi một cái đoạn đường khá là dài nhưng mà không thấy được gác ở đây. Sau lưng này là quốc kỳ của Singapore nè. Singapore thì rất là thích trồng cây xanh, và thậm chí trong những cái cơ quan, những cái công viên thì họ luôn trồng cây xanh khắp nơi như thế này. Tại vì ở đây được quốc đảo nên được bao bọc bởi biển, nên người ta rất là thích trồng cây xanh như thế này nè cô bác quý anh chị. Những cái vườn, những cái cây xanh như thế này. Ở đằng kia là cái lá cờ của Singapore đó. Bây giờ mình sẽ vô ở trong này ha. Hồ mới nói đó thì muốn chứng minh cho cô bác quý anh chị, ở đằng sau là cái khu vực người ta sẽ ngồi hút thuốc. Và thậm chí đây là những cái thùng để người ta ngồi hút thuốc nè. Ở cái khu vực để hút thuốc đó, người ta dán ở trên này như thế này luôn. Và chỉ hút thuốc ở một cái khu vực nào được quy định thôi, chứ không phải là trong, mặc dù là trong khu viên công cộng nhưng mà không phải muốn hút chỗ nào là hút cô bác quý anh chị. Giờ đi tiếp hành trình ha. Và ở đây là một cái dạ cầu bắc ngang đường ở cô bác quý anh chị. Mặc dù á là nơi đây là một cái dạ cầu, nhưng mà ở đây thì cô bác quý anh chị có thể thấy nó rất là sạch sẽ luôn ha. Và thậm chí là rất hạn chế, rất là ít thấy gác. Không có xả gác ở trên các bạn. Dừa ở đây là dừa là 7 đô xin. 7 đô xin thì nó khoảng 1 thì 17 ngàn, khoảng 20 ngàn, khoảng mấy trăm ngàn, khoảng trăm mấy trăm ngàn. 10 đô là 170 ngàn, khoảng 120 ngàn trái dừa như thế này. Ở đây là dâu là 20 đô, dâu Úc. Dâu này được nhập từ Úc về với giá là 20 đô, khoảng 140 ngàn một hộp như vậy. Đây là trái cherry. Còn đây là sầu riêng. Cô bác quý anh chị biết không, ở sầu riêng thì người dân Singapore rất là ít ăn sầu riêng. Ngay cả thậm chí là ở khách sạn người ta cũng cấm ăn sầu riêng. Nếu như mình đem sầu riêng vô thì người ta sẽ phạt mình. Nhưng mà ở đây người ta sẽ bán sầu riêng một cách bán sầu riêng như thế này, nhưng mà mình không được đem về khách sạn mình ăn. Và một hộp sầu riêng như thế này á là khoảng hơn 300 ngàn tiền Việt Nam. Một hộp là 10 đô thì nó khoảng 170. Thì 2 đô thì khoảng 340 ngàn tiền Việt Nam với một hộp nhỏ như thế này thôi. Mà đem về khách sạn ăn thì khách sạn nó sẽ phạt. Đó. Ở khách sạn nó sẽ quy định là không hút thuốc nè, không có ăn sầu riêng. Ở đây thì nước suối rất là hiếm luôn nha cô bác anh chị, đa số là nước trái cây là nhiều. Tại vì ở đảo thì rất là nước ngọt, hay đa số trái cây là nhiều lắm. Đây xoài 10 đô thì nó khoảng hơn trăm mấy chục ngàn lắm. Mặc dù đây là một cái quán nhẹ, cái quán ở dưới dạ cầu nha, cái cửa hàng ở dưới dạ cầu.
Đây, một cái chai nước, nó giá khoảng 1 đô 8. Một chai nước là 17.000, 2 đô 8 là 30 mấy ngàn tiền Việt Nam, khoảng 40.000 tiền Việt Nam. Nó rất là mát luôn. Đó. Có cái gì đấy không? Nó cực kỳ đắt đỏ, nhưng bây giờ qua đây là dạng như là tiêu tiền. Nước Singapore là bao bọc bởi biển nên đa số nước mặn rất là nhiều. Đây là mình. Đây là một cái cửa hàng tiện lợi. Đây là một cái chai nước suối ở Singapore. Ở Singapore và giá là gần 3 đô. Thì 1 đô thì nó khoảng là 20.000, gần 20.000. Thì một chai nước suối là khoảng 60.000 tiền Việt Nam, cô bác anh chị. Hiện tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại một cái công viên, đó là công viên Sư Tử ngay tại thủ đô Singapore của đất nước Singapore. Rất là nhiều các bạn trẻ muốn đến đây để chụp hình check in, một trong những cái nước mà sạch nhất thế giới. Thì đây là một cái công viên Sư Tử. Ngày xưa nghe nói trước khi mà khám phá ra được cái quốc đảo này đó, thì có một cái người hoàng tử thấy một cái con vật lạ và người ta thờ đến bây giờ luôn. Người ta gọi là công viên Sư Tử hay còn gọi là đảo quốc Sư Tử, có nghĩa là hình cái con sư tử là biểu trưng quốc gia Singapore. Đó. Cái con sư tử này cao thì khoảng chừng 15 mét cô bác quý anh chị, và phun nước như thế là xuyên suốt luôn. Nói một ít về đất nước Singapore nha cô bác quý anh chị. Singapore là một cái đất nước với diện tích thì chỉ tầm là lớn hơn diện tích đảo Phú Quốc một tí xíu, và dân số thì khoảng 5 đến 6 triệu dân. Khoảng 5 mấy triệu dân đó cô bác quý anh chị. Ở đây Singapore thì là một cái quốc đảo nên thành thử là rất là nhiều cảng biển luôn. Rất là nhiều cảng biển và khách du lịch đến đây rất là đông, và đó là một trong những cái nguồn thu chính của đất nước Singapore. Ở Singapore là người ta rất là trọng nước ngọt luôn, có nghĩa là nước ngọt người ta sẽ qua xử lý là có thể uống được luôn. Ở đó là một trong những cái điều thú vị đất nước Singapore. Đất nước Singapore thì các cô bác quý anh chị khó tìm thấy một cái miếng gác nào lắm. Ở đây là khó, là không phải là không có, có nhưng mà rất ít cô bác quý anh chị. Việc xả gác được coi là phạm luật phạm pháp ở Singapore. Thậm chí là cô bác quý anh chị mà đi ngoài đường mà nhai xả gác và phạt có thể lên đến 10.000 đô Singapore. Đó, tương ứng với khoảng là 100 mấy triệu tiền Việt Nam. Thì nhai xương gươm ở đây cũng không có cho. Sau đó thì Bùi Hồ sẽ qua đảo Batam của đất nước Indonesia để review những cái câu chuyện mà Bùi Hồ muốn review cho cô bác quý anh chị thấy ha. Đến đây thì sẵn đến đây thì check in cho cô bác quý anh chị biết về một đôi nét về một cái đất nước Singapore nhỏ bé nhưng mà rất là nhiều người ao ước được một lần đến đây vì cái độ rất là đẹp. Singapore là một cái đất nước nguồn thu chính là từ các cảng biển nè, du lịch đó. Các tour du lịch ở Việt Nam thì thường tổ chức đi Singapore rất là nhiều. Ngày xưa thì lúc mà Bùi Hồ còn nhỏ thì cũng muốn một lần đặt chân đến Singapore để coi trải nghiệm cái cảm giác là như thế nào. Hôm nay thì được quay cho cô bác đi, có dịp đi về đây thì quay cho cô bác anh chị thấy về đất nước Singapore luôn, chứ không có phải là review du lịch gì nha cô bác anh chị. Rất là đẹp, cảnh sắc thì rất là đẹp và đặc biệt là nước rất là hiện đại luôn. Khi đi đến đây á, thì Bùi Hồ bắt gặp rất là nhiều đoàn khách du lịch từ Việt Nam đến đây. Ở các em từ Việt Nam hả? Việt Nam. Không dạ. Nói tiếng Việt à? Dạ, em Việt Nam mà. Rất là nhiều đoàn khách du lịch từ Việt Nam. Đó, đây là những cái đoàn từ Việt Nam hết này cô bác quý anh chị. Người Việt Nam. Dạ. Ở đây thì các bạn cô bác quý anh chị sẽ thấy rõ hơn về cái con sư tử. Một cái đầu của con sư tử nhưng mà là cái mình của con cá. Và đây là một cái biểu trưng của đất nước Singapore, người ta gọi là đảo quốc sư tử luôn. Ở dưới này người ta có cả những cái chiếc thuyền du lịch. Đó, những cái chú này từ Việt Nam. Việt Nam chú. Mặc dù là với số lượng mà khách đến đông như thế này nhưng mà việc mà biểu diễn ship ở ngoài trời á
biểu diễn nghệ thuật ở ngoài trời thì Singapore người ta rất là cấm kỵ luôn. À. Và thậm chí là mấy anh này anh đang tìm một cái góc đẹp để chụp hình về cái con sư tử này. Anh đang rất là cực khổ để chụp hình cái con sư tử này đúng không? Nãy giờ thì cô bác của anh chị có thể thấy là không có một cái miếng gác nào cả. Đây hướng này thì sẽ đẹp nhất nè. Cái hướng này là một cái hướng mà đẹp nhất nhìn vô cái thành phố luôn.